Thì xin trả lời có một câu hỏi, mà câu hỏi này rất là chính đáng. Có một người hỏi thầy như thế này: cái cây bắp, bởi vì chúng ta vừa rồi chúng ta học nhân quả thảo mộc, cây bắp thì nó ra một cái cây bắp thì nó ra một cái trái bắp, một cái mà nó có nhiều hơn nữa thì nó có hai trái, chứ nó không có nhiều. Cây bắp này có trái đó, mà nó khi mà cái cây bắp nó chết đi thì cái trái nó mới già. Vậy thì nó có đúng nhân quả là khi có nhiều như cây mít, cây xoài, cái cây nó còn sống mà trái nó lên hột, trong cái trái nó có những cái hạt, cái hạt nó tiếp tục nó lên, nó nên tiếp tục nữa. Còn cây bắp á, thì cái cây, cái trái của nó, cái hạt của nó được già thì cái cây bắp nó chết thì chúng ta mới ươm lên được. Vậy thì đối với con người chúng ta thì có phải là đợi khi mà chúng ta chết rồi nó mới sanh hay không? Cái ý của cái câu hỏi này, nhưng mà thầy thấy cái lời hỏi này rất chính đáng. Nếu mà không hỏi vậy thì mấy con sẽ không hiểu. Ví dụ như bây giờ chúng ta là những người tu, để mà chúng ta làm những hành động, những cái điều thiện, cái điều thiện của chúng ta là không tham sân si, mà Đức Phật gọi là thiện vô lậu. Các con nhớ cái thiện vô lậu, mà cái thiện vô lậu cũng như bây giờ mấy con làm từ thiện, đi cứu trợ, giúp đỡ những người nghèo, khổ khát, thì có đó là thiện vô lậu. Nó còn lậu hoặc thì nó còn tiếp tục tái sanh hay không? Qua cái hình ảnh của cây bắp, nó có nhân có quả, phải không? Nó có từ cái hạt bắp nó mới lên được cái cây, nó mới ra được cái quả là trái bắp. Trong cái quả trái bắp nó có nhiều cái hạt, có phải không? Phải không? Nhưng mà đợi đến khi mà cái bắp chết rồi thì mấy cái hạt bắp này nó ươm nó mới lên cây được. Nhưng cái hạt, mà cái hạt giống của con người mà khẩu hành, thân hành, ý hành, thân hành, ăn vô sự, đó là cái hạt giống của nó. Cái hạt giống của con người là nếu chúng ta không biết Phật pháp thì chúng ta có làm thiện làm ác nó cũng đều là hữu lậu hết. Cho nên khi chúng ta vẫn còn sống mà nó vẫn có sự tiếp tục tái sanh, nghĩa là có sanh ra những con vật khác, nghĩa là cũng như bây giờ cây xài còn sống mà cái hạt xài, cái trái xài nó chín, cái hạt xài đó nó sẽ lên lại thành cây xài con, rồi xài cha, xài chắc, xài chích của nó tùm lum hết, mà cây xài ông nó vẫn còn, có phải không? Thì cái người làm ác, cái người sống nó vẫn còn, nhưng mà cái hành động nó tiếp tục, nó tương ưng, bởi vì hành động đó là hành động tham sân si, biết không? Có hiểu không? Nó tương ưng với những người tham sân si nó sanh ra được. Còn cái hành động mà chúng ta vô lậu, thiện mà vô lậu nó không tham sân si. Cho nên bây giờ người ta chửi thầy thì không giận, thì không buồn, không tức. Thì cái hành động thầy thanh thản an lạc vô sự ra không? Nó có giống ai không mà nó đi sanh được? Cho nên nó như là cái hạt bắp mấy con. Các con lắng nghe cho kỹ. Như hạt bắp cho đến khi mà chờ chúng ta chết thì tất cả những cái hạt này nó sẽ tương ưng với cái chỗ thanh thản an lạc vô sự. Tất cả những cái hạt giống này nó sẽ vào địa bàn hết. Nó có sanh làm người được không? Có phải không? Cho nên khi mà thầy chết rồi thì thầy sẽ toàn bộ cái hành động thiện của thầy, thầy tất cả những cái điều mà thầy dạy mấy con là vì lòng thương yêu từ bi của thầy rồi, nhưng mà thầy còn tham sân si thì lòng thương yêu đó nó sẽ trở thành còn tái sanh vào trong cái nhà phước đức. Nhưng mà thầy lại thanh thản an lạc vô sự, không thương yêu là thương yêu mà không vì cái tham sân si của mình, thầy không vì danh vì lợi của thầy, có phải không? Còn thầy thương yêu các con, nhưng mà thầy thấy người ta ca ngợi thầy là thế này thế khác, thầy còn ham còn thích, còn ham chùa to thật lớn, cái còn tham thì nó còn phải tái sanh mấy con. Các con hiểu chưa? Đó cái nguyên nhân tái sanh thì còn tham. Nhưng mà vì thầy thiện thì thương mấy con, còn này thầy thương mấy con là vì thầy thấy mấy con khổ mà thầy không tham danh, thầy không tham lợi, tức là không tham gì vật chất trên thế gian này, cho nên sanh thầy thanh thản. Nó không tương ưng với ai hết thì nó không sanh được. Mặc dù là hiện giờ cái từ trường thầy bấm ra, nhưng mà nó không giống ai hết. Cũng như cái hạt giống, nó không có thể lên được, nó không thể lên được trong lúc này, bởi vì cái đất màu mỡ của nó không có giống nó được, nó lên không được.
cho nên nó chờ đến khi mà thầy chết, thì những cái hạt giống này nó sẽ lên cái chỗ mà thanh thản an lạc của sự, chứ nó không thể nào lên cái chỗ đất mà tham sân si được, có đúng không mấy con? Cho nên đem một cái thảo mộc, nhân quả thảo mộc mà sánh, thì chúng ta mới biết từ chỗ đó mà Đức Phật suy ra nó dạy chúng ta ngăn ác diệt, ác sanh thiện, tăng trưởng thiện, để sống trong tứ niệm xứ tâm thanh thản an lạc vô sự. À, mấy con thấy hiểu chưa? Để từ cái chỗ thanh thản an lạc vô sự đó mà nó không còn bán sanh, còn không á, thì nó còn tương ưng, thì thở một chút chúng ta làm một cái hành động ác, thì cái hành động ác đó là cái nhân, thì chúng ta sẽ gặt lấy cái quả, thì bị đánh, bị đập, bị đau khổ buồn phiền. Từ cái nhân đau khổ buồn phiền nó sẽ tương ưng với những sự đau khổ buồn phiền của người khác, thì nó tiếp tục nó sanh ra những người khác. Sao có phải luật nhân quả chứ bọn chúng ta đi tái sanh luân hồi sao? Đâu có một người mà cái hành động, cái cùng cái nhân quả đau khổ đó nó tiếp tục, nó trong cái tham sân si nó mới có cái đau khổ đó, nó tương ưng, nó giống nhau, thì chúng ta còn sống mà nó dẫn lên, giống như cái cây đu đủ, cây xoài, cây mẹ nó còn sống nhưng mà cái hạt nó dẫn lên con chứ nó đâu còn không lên. Còn trái lại, những cái hạt mà thanh thản an lạc vô sự, hằng ngày thì giữ tâm mình thanh thản an lạc vô sự trước ác pháp, trước lòng tham muốn, trước những cám dỗ, thì vẫn giữ thanh thản an lạc vô sự. Thì lúc bây giờ những cái hạt này có chứ đâu phải không, cái từ trường này có không? Nhưng nó đâu có tương ưng với ai tham sân si đâu mà tái sanh. Nó đâu có tương ưng với loài cỏ cây được, nó đâu có tương ưng với loài động vật được, cho nên nó không tái sanh. Mà không tái sanh thì nó chờ thầy tịch, thì tất cả những cái hạt giống này nó sẽ lên cái nơi chỗ thanh thản an lạc vô sự. Ta còn hiểu chưa? Chúng ta lấy nhân quả thảo mộc mà chúng ta suy cái nhân quả con người thì chúng ta thấy rõ ràng. Thì giống như cây bắp, đến khi cái cây mẹ nó chết thì mấy cái hạt đó mới ươm nó lên, có đúng không? À, như vậy rõ ràng từ cái suy ở trong cái nhân quả thảo mộc thì chúng ta suy qua cái nhân quả con người không khác. Vì vậy nhờ chỗ này mà Đức Phật đã thấy được, cho nên mới dạy chúng ta để chấm dứt luân hồi. Chứ hàng ngày chúng ta cũng sống, bây giờ có người chửi thầy, thầy bất động tâm thanh thản an lạc vô sự trong khi thầy bị nhân quả đó. Nhưng cái từ trường của thầy nó phải phóng ra chứ sao, giống như những hạt bắp như sao. Nhưng mà làm sao mà hạt bắp đó nó làm sao lên được? Nó đâu có đất, đâu có cái đất tham sân si mà nó gieo lên được. Còn cái kia nó có cái đất tham sân si cho nên nó tương ưng nó lên. Không, thấy con thấy chưa? Cho nên trong khi mà chúng ta tu tập nó lợi ích rất lớn, nó không có sanh bất tử. Cho nên nó chờ chúng ta chết rồi chúng ta vào niết bàn thì những hạt này nó cũng vào luôn niết bàn. Tức là những cái từ trường thiện vô lậu của chúng ta nó là những cái hạt đó nó cũng sẽ vào niết bàn. Nó đâu còn sanh lần không người nào, cho nên nó chấm dứt tái sanh luân hồi. Ở như vậy chúng ta học nhân quả chúng ta mới hiểu được cái này, hiểu được cái lý này mà hiểu như thật. Nó có cái hình ảnh cụ thể là cây bắp, thấy không mấy con? Thấy cây bắp, khi mà cây bắp chết nó chỉ có cái trái bắp, và trong trái bắp nó những cái hạt của nó sẽ lên những cây bắp sau này. Nhưng mà cây bắp thì nó có cái môi trường đất ẩm ướt nó sẽ lên. Còn chúng ta, cái môi trường chúng ta là môi trường, nó không phải là cái môi trường đó. Cái thanh thản là vô sự thì cái môi trường khác rồi, nó đâu phải là môi trường sanh làm chúng sanh nữa. Cho nên những cái hạt của chúng ta, trong cái hạt của chúng ta thì nó sẽ đi vào niết bàn hết, nó không còn cái nào mà làm con người hết. Các con hiểu chưa? Cho nên hàng ngày mà chúng ta tu tập là lợi ích rất lớn. Chúng ta biết là chúng ta không có sanh ra nữa, không có sanh ra từng giây từng phút, chứ không phải không có sanh. Không có sanh mà đợi chúng ta chết rồi mới sanh. Do cái chỗ hỏi nó có cái lợi ích thiết thực như vậy, cho nên nhờ cái hỏi mà thầy mới nói ra, còn không có hỏi thì không có nói ra. Nhưng một người hỏi nó lợi ích cho mọi nhiều người để học hiểu. Không, các con thấy chưa? Cho nên trong cái sự học hỏi thì trên cái vấn đề mà tu cái định vô lậu, nó làm cái tri kiến chúng ta càng sáng suốt. Vì vậy mà chúng ta còn tha thiết gì trong cuộc đời này mà không tu? Chúng ta cố gắng nỗ lực thực hiện rốt ráo cuối cùng để chấm dứt sanh tử luân hồi. Đời có gì đâu, các pháp đều vô thường. Cho nên thầy dạy mấy con qua một cái bài kệ: buông xuống đi, hãy buông xuống đi, cứ giữ lời chỉ của gì, sở ra chẳng lại còn chỉ nữa, vạn sự vô thường, buông xuống đi. Trong khi chúng ta còn sống thì sanh ra nhiều người nhiều vật, đến khi chúng ta chết rồi thì nhiều người nhiều vật cũng tiếp tục tái sanh mãi.
và mỗi người mỗi vật đều đau khổ, có sung sướng gì mà chúng ta ham hố gì mà ở trên cuộc đời này ăn nhai nuốt có gì đâu mà gọi là ngon béo, toàn là bất tịnh. Rồi đây mấy con sẽ học về thực phẩm bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh, rồi mấy con sẽ thấy nó bất tịnh như thế nào. Chúng ta ăn chỉ sống, sống để trong một kiếp này giải quyết cho hết những tham sân si mà chúng ta mang và chúng ta đang ôm ấp trong lòng mà không biết cách nào mà buông xả ra được. Bây giờ nhờ được Phật pháp mà chúng ta biết cách xả ra. Vậy mà chúng ta không xả ra thì quá uổng một đời chúng ta. Vì ngồi đây có chỉ có một người mà bao nhiêu người đang tiếp tục tái sanh, họ lấy sự đau khổ vì quy luật của nhân quả, chứ không phải ai sanh. Cho nên cái hành động thiện ác nó sẽ tiếp tục tái sanh. Thì chúng ta đã làm cái hành động thiện ác thì phải tiếp tục tái sanh, chứ làm sao mà bảo là chấm dứt tái sanh được. Ví dụ một cơn giận dữ thì từ trường giận dữ sẽ phóng xuất ra, và sự giận dữ đó sẽ bị quả khổ, và từ trong cái quả khổ đó sẽ lưu xuất ra những từ trường và tiếp tục ngay lúc bây giờ tương ưng với ai sân dữ tợn thì sẽ sanh ra làm những con người như vậy. Cho nên chúng ta hiền lành thì sanh những đứa con hiền lành, những con người hiền lành, mà chúng ta gian ác, gian xảo, tham lam, trộm cắp, giết người thì chúng từ những từ trường đó sẽ sinh ra làm những con người gian tham, trộm cắp, gian ác, xảo trá. Cũng chính ai mà làm ra những con người đó, rồi chúng ta lại mắng chữ cái người này vô đạo đức, hung ác, tàn bạo, dữ tợn, gian xảo. Chính từ trường của ai mà ra đây mà bây giờ chúng ta lại chữ mắng những người đó. Chúng ta nên thương tất cả những người khác vì họ đang ở trong nhân quả từ trường thiện ác cũng do chính mình. Một lần mình giận dữ thì một lần mình biết tái sanh, biết bao nhiêu đứa, biết bao nhiêu con người giận dữ, biết bao nhiêu loài vật giận dữ. Một lần mà chúng ta ăn thịt chúng sanh, cầm giáo giết chúng sanh thì từ trường đó sẽ sanh ra biết bao nhiêu loài chúng sanh để trả những cái quả mà chúng ta đã từng giết, từng ăn thịt. Thì chúng ta hiểu được nhân quả, do đó chúng ta mới nỗ lực tu hành. Vì chúng ta muốn rằng trên thế gian này không còn ai đau khổ nữa. Thầy giữ được tâm thầy thanh thản, an lạc vô sự, vô sự, thì các con, thì thầy chấm dứt những con người sanh ra, những con vật sanh ra. Cũng như hiện giờ mấy con ăn chay thì mấy con chấm dứt sanh ra làm loài động vật như cá, tôm, gà, vịt, heo, dê. Còn mấy con còn ăn thịt chúng sanh thì mấy con không thoát khỏi làm thân chúng sanh. Mỗi từ trường của mấy con ngay con vật đó thì mấy con phải trả quả con vật đó. Vậy thì mấy con phải cố gắng mà tu tập, tin hay không tin đó là quyền của chúng, quyền của các con. Nhưng dạy đạo là thầy dạy hết mình. Từ đó mấy con thấu suốt được lý nhân quả để nỗ lực tu hành cho đến nơi đến chốn. Mấy con chưa có cái tập hành thập thiện. Người nào không có thì sẽ thầy sẽ cho cái cuốn hành thập thiện mấy con đọc để biết cái căn bản của cái đường đi nhân quả. Khi mình biết được đường đi nhân quả rồi thì bắt đầu mình mới đi vào cùng thành. Con đem cái hành thập thiện có ai cần cũng biết, con gửi cho luôn con. Ai cần thì đưa tay con. Còn thiếu nữa thì lát nữa thầy gửi thì cho mấy con.